Hồ Quang Hiếu kể quá khứ sốc, bị công an bắt, hận gia đình. Trong một buổi gặp gỡ với các bạn trẻ mới đây, ca sĩ Hồ Quang Hiếu chia sẻ về quá khứ giang hồ trước khi trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Chủ đề của buổi trò chuyện là về tình mẫu tử, nhân ngày của mẹ. Hồ Quang Hiếu đã kể về mình thời trẻ, đã làm mẹ anh phải phiền muộn nhiều thế nào. Quá khứ nghịch ngợm ăn chơi lêu lỏng của nam ca sĩ chỉ dừng lại sau một lần anh bị đánh bất tỉnh, gãy tay phải nhập viện. Lúc đấy chỉ có mẹ ở bên chăm sóc, và từ đó hồ quang hiếu mới nhìn thấy sự vô tâm của mình cùng nỗi vất vả của mẹ nam ca sĩ trải lòng hồi xưa lúc hiếu còn nhỏ hiếu cũng rất ham chơi ăn xong toàn lo tụ tập với đám bạn bè xấu bên ngoài đi đánh lộn mẹ hiếu kêu ăn xong đừng có đi chơi mà lần nào cũng ăn xong rồi ra ngoài đi đánh lộn hồ quang hiếu cũng kể về một kỷ niệm khi anh còn trẻ tuổi thời đó mẹ anh vẫn còn bán quán ăn hồ quang hiếu chỉ giả vờ trong quán để trôm tiền của mẹ rồi đi chơi với bạn bè rồi cãi lộn với bạn bè và đánh lộn đánh nhau nguyên một đám rồi Hiếu bị người ta chém gãy tay và phang cục đá ngay mặt rồi bất tỉnh. Khi thức dậy nằm trong bệnh viện thì không thấy ai cả, không thấy bạn bè, người yêu mà chỉ thấy mẹ mình. Mẹ Hiếu khóc quá trời. Trong suốt những ngày nằm viện, Hồ Quang Hiếu mới có thời gian nhìn lại và suy nghĩ về cuộc sống của mình cũng như của mẹ. Không chỉ phải nhập viện vì đánh nhau, Hồ Quang Hiếu còn bị công an bắt vì tội gây dối trật tự công cộng. Trong suốt những ngày trên đồn cũng chỉ có mẹ của Hồ Quang Hiếu ở bên nam ca sĩ cũng thẳng thắn thừa nhận nguyên nhân hồi trẻ anh nghịch ngợm là vì ba mẹ chia tay nhau hận gia đình nên ăn chơi lêu lỏng nhưng sau này khi trưởng thành hồ quang hiếu mới nhận ra mỗi lần gặp khó khăn cũng chỉ có gia đình ở bên cạnh sau này lớn lên khi nhìn thấy mái tóc của mẹ đã có những sợi bạc anh nhận ra mình phải làm thêm những điều tốt cho mẹ nhiều khán giả đã bất ngờ trước những lời thổ lộ về quá khứ của hồ quang hiếu Hiện tại, chuyện tình giữa anh và ca sĩ Bảo Anh đang nhận được nhiều sự ủng hộ của các fan. Nam ca sĩ cũng có lượng fan của riêng mình, sau các bản hit Con bướm xuân, không cảm xúc, vân vân.